Hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Khiêm Vũ, kênh video chia sẻ kiến thức và thủ thuật YouTube. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn các bước để nhận nút bạc từ YouTube. Đầu tiên, các bạn cần truy cập vào mục Notification của YouTube theo đường dẫn trên màn hình. Các bạn chú ý vào mục Cleanse Rewards. Ở đó sẽ có chứa mã để chúng ta điền vào trang nhận nút bạc. Nếu bạn nào chưa có thì phải kiểm tra lại trong mục Analytics của mình xem đã đủ 100.000 subscriber hay chưa. Và nếu đủ rồi mà chưa có thì các bạn có thể liên lạc với support YouTube để yêu cầu nhé. Ok, giờ chuyển qua bước tiếp theo. Các bạn click vào đường link Claim Your Prize nha. Cửa sổ mở ra, các bạn đăng nhập vào email đang quản trị kênh. Các bạn điền vào mã để nhận như bước trước mình có đề cập. Sau đó điền vào CAPTCHA. Tích cái này và bấm Continue. Ok, let's go. Các bạn điền vào tên muốn in trên nút bạc. Lưu ý nhỏ này. Tên các bạn phải đặt là ký tự không dấu, không phải là ký tự đặc biệt và không được quá 20 chữ nha. Chuyển các bước tiếp theo, các bạn điền thông tin bao gồm tên người nhận, địa chỉ nhận để nhận nút bạc chuyển về nhé. Lưu ý, thông thường nút bạc sẽ được vận chuyển bằng dịch vụ UPS, cho nên các bạn phải điền tên dạng địa chỉ tiếng Anh nha. Ok, đây là bước xác nhận lại một lần nữa các thông tin bạn đã nhập. Để cho chắc ăn, bạn hãy chụp ảnh màn hình lại nha. Thời gian chờ đợi có thể mất khoảng 2-4 tuần hoặc hơn, cho nên các bạn cứ bình tĩnh nha. Video đến đây là hết rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nhớ like và subscribe nha.